So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì đầu mùa chả biết bắn chung gì lại lôi cái khẩu tháo tàu thùng ra. Nhưng mà cái khẩu này mình bắn nó cảm giác nó cứ thế đeo nào anh em ạ. Ừ, nhiều thằng nó bắn hay lắm, vào tay mình phế vãi cứt ra thề. Chả biết khi mình chơi khẩu này rồi anh em ạ, lâu lâu lại rút ra làm lại. Khẩu này thì có tí độ âm thanh rồi, chưa có skin thôi, nhưng mà có tí âm thanh rồi, nên là nó cũng sấy thì cảm giác là cũng không giật đấy, nhưng mà cái lúc mẹ thấy thì cái sấy đi đéo đâu. Đéo hiểu đây đây trước mặt con này mày mày ngó cái gì con lợn này. Ừ chạy đi. Táp rồi, sấy là mù mắt đấy. Cái này thì độ âm thanh, ui giời, ôi giời ơi mẹ mày, ngồi im tin thiết ở góc đấy ạ. À, thế thì chịu rồi, tưởng là hết rồi chứ, hai thằng nhà ma luôn thì thua. Bạn thế chịu rồi anh các bạn, bạn thế đỡ sao được. Bên mình hơi nhiều snip nha. Mà chúng mày bắn vừa vừa thôi, ít snip thôi, một thằng hai thằng thôi. Ai à, bên mình có cả M4 Transformer Noble Gold này. Ai chà chà, không biết tí nó có vớt ra không nhỉ? Vớt ra nhặt luôn, đang bí, đang đeo có súng gì làm. Pạc, ôi trời ơi, hay luôn. Ôi, quả đẹp như thế mà không chết ạ. À, mù con mắt rồi, bom luôn, cầm lục ra mà chơi tặng ai ha. Hay, được được được, thằng này mà 200 rồi một gôn nó còn độ cả âm thanh cơ anh em. Ai chặt chặt được, vứt súng này nghe. À đây rồi, hàng về M4 là một Transformer Noble Gold skin bằng mẹ luôn. Đấy, nó phải thế anh em ạ. Rồi, Transformer Noble Gold. Đây là cây súng mới nhất của cái bọn này. Yếu này. Ui. What the fuck. Mẹ nó tưởng nó chạy rồi, mẹ cuối cùng nó đứng lửa người nó bắn chết. Ui giời ơi, trước mặt này. Thằng này đi rồi. Rồi. Thuật cứt rồi. Sai sai anh em ạ. Thằng này chẳng có nhặt súng sao? Một Việt năm, thằng này clear được thì cho 5 lít. Rồi. Còn 4 thằng nữa. Rồi, đi luôn. Nhảy ngay vào mồm nó. Tuyệt vời. Mẹ đen thế nhỏ. Ê, cái thằng K98. Ô, nhà nó. Được nha mày. Rồi, nhặt tiếp. Vẫn chưa la liếm được một cái kill nào từ cái khẩu M4 Transformer Noble Gold này. Trông thì cũng đẹp đấy anh em nhỉ. Chộp được đấy, ra gì đấy, nhưng mà thằng này lắp con pet hơi xấu, thà thì không lắp nữa còn đẹp hơn. Rồi mít có này. Ừ, lên đây chết mẹ. Ôi trời, ôi đập bán cái con chuột ạ. À, nó xỉa cho con hai que. Ui giời ơi, không có anh ngu nào bằng cái ngu nào mà quả đập bán đẹp như thế mà đéo chết. Ui mẹ dị thật đấy, nhiều khi mình đâu hiểu kiểu gì. Mít 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 tình quả đây là bị mít yếu mẹ rồi, cho bọn kia nó đi đặt bom nó lùng sục rồi, mình cứ lần mò biết đâu mình ấy thục được vào đít của nó. Rồi quả liếm nhanh lắm, yếu rồi, không nên ra gió anh em ạ. Tầm này bọn nó bắn kinh lắm, mấy con lợn này bắn tởm lắm, hở ra chết anh em nhìn nó bắn mẹ. Thâm bút đâu đây rồi, đấy tưởng nó không vứt nữa đấy, vứt nhiệt tình như thằng này phải ngoan không đấy, nó phải thế, nó phải là lúc nào cũng vứt chứ không phải là trận nào trận vứt trận không không được. Rồi ấy, có thằng nào nó nhặt khẩu tào tháo mình à, nghe tiếng phát biết ngay súng của mình rồi. Đi bên kia nó cũng M4 Transformer Noble Gold à. Đấy chà chà, kính ấy toàn đại gia anh em ạ. Rồi tâm điểm của mùa này là M41 Transformer Noble Gold cùng với cọp Transformer Noble Gold. Đấy. Transformer lại còn Noble Gold nữa thì đỡ làm sao. Ông biết này. Con lợn này lúc này mày ăn tao đúng không? Mày ăn tao đúng không? Biết con này. Ừ. Bắn nhau chán đi. Đi móc lốp. Có ai không? Ai như là trống rồi đấy. 2v3 hay luôn, lên A anh ơi, ít sai ít sai, gọi thằng này lên A cái anh em ơi.
Đó lên là đi lần mò bắt người thôi. Biết bê nó về không ta? Bò nhà hoa nó đứng đi các bạn. À khả năng cao là trống rồi. À chắc là không còn ai rồi. Đây 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 nó về này. À con lợn này. Con lợn này trong bàn này. Chạy chạy đi đâu bạn? Chạy đâu mày? Mày ai đặt bom bay ơi. Từ nha còn thằng cuối. Không biết là bên B hay là nó chuyển vẫn trên A thì không biết. Nhưng mình đứng đây thì có mỗi thằng đi qua rồi đúng không? Trong sai. Chết mẹ rồi. Chúng bạn này. Chạy. Mày ăn đồng đội tao hả? Đấy bảo rồi, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi là có kill ngay. Chứ bọn này hấp tấp là nó nghe phốt nó va chết. Bú ngay, và rồi làm ba anh ạ. Ê, ngọt ngay, vứt súng anh nghe. Đấy, đúng rồi, chuẩn. Ui, nó vứt cho cả đội bắn luôn. Được nha mày. Rất thích những cái thằng như này nha bạn. Phải biết chia sẻ, có súng ngon phải biết chia sẻ. Rồi, bê chết mẹ luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đừng có chết nữa nha. Một thằng chết là đủ rồi, rồi chết luôn. Thế bê chắc luôn. Bê chắc mẹ luôn. Đi đâu, hai viện. Ôi, đi đâu, nào. Đi đâu, úi dồi, double kill. Được chưa. Đấy, nó phải như thế. Đấm sọ chừ 99 nữa, vãi thật. Còn nữa này. À đâu, phút đồng đội. Vãi cứt. Đang yên, đang lành, tự nhiên re, rộp, 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 rộp. Cái phiên bản này chết xác. Ôi dồi, trùng xác này khổ chưa. Chết dựng xác ấy. Chết đúng kiểu trong cây chuối mẹ luôn. Rồi, chị A còn nha. Từ từ bê ơi, đợi tao về nữa bê ơi. Vội là ăn cứt cả lũ đây. Tao nửa cây rồi, rồi xong luôn. Nó bắn M4 tăng hình à? Mới vật à? Preto à? Trên A này. Rồi, để cho đặt bom này vào thì thôi. Không việc gì phải vội cả anh em ạ. Hết sức bình tĩnh, không việc gì phải vội cả. Đấy, ngồi đây. Nếu nó chạy sang B thì chịu chứ còn nó vẫn là ui rồi mẹ mày giật ca mình ạ. Thằng khốn nạn. Thế nó vẫn trên A rồi con lợn này. Mẹ mày ném quả bom đâu đấy, quả bom mày được đấy. Quả mày mình yếu rồi là đi ấy. Đã mất mẹ nửa cây à, bốn mấy máu rồi còn có hai mấy máu. Chạy đâu, chạy 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 hô mấy trên đấy. Nhẹ nhàng tình cảm, chơi bọn này là phải dùng cái đầu anh em ạ. Tầm này bọn nó khôn lắm, mẹ đẩy láo với nó là chết ngay, cút ngay lập tức. Không ăn đâu, xương lắm. Trừ khi cả đội đẩy thì gọi là. Ôi giời ơi, sợ vứt súng này, Transformer đâu có gôn đâu. Ôi giời ơi. Vứt. Đâu được. Đây không phải double gold rồi, đây là tím. Tím mộng mơ anh em ạ. Vẫn là cái thằng M4 double gold nhưng mà nhưng mà là một phiên bản khác. Nào. 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 Ơ thế là cái khẩu M4 chan nó khác mà cái khẩu M4 chan này nó cũng khác anh em ạ. Hay là chỉ khác skin nhỉ? Cái này mình cũng không rõ lắm. Nhưng hình như là nó quay cả súng sao ấy chứ. Còn thằng cuối đâu? Xin thằng cuối coi. Khả năng cao là đéo liếm được thằng cuối rồi. Có thấy mẹ gì đâu. Hay thật. Oh my god. Nó nụ rồi, thằng kia liếm luôn. Nhanh thế nhỏ. Đấy anh em thấy không? Bắn nó có 8 kill thôi mà bắn ỉa còn mới được 8 kill. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên để cho mình một like, một subscribe. Nhớ bấm chuông nhận báo clip mới nhất của mình nha.